mọi người. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 3, The Marketing Measure. Và bài này hơi dài, cho nên mình chia thành hai phần. Và hôm nay mình đi vào phần 1. Và mọi người lưu ý là như thế này ha. Chúng ta cứ bình tĩnh, từ từ, học từng bước, làm bài tập theo yêu cầu. Yêu cầu bài tập nào như thế nào, làm đúng theo yêu cầu như thế. Và trong quá trình làm để hiểu đúng cái bản chất của bài tập đấy. Để mà làm gì? Để mà chúng ta biết là vì sao chúng ta làm bài tập này và làm bài tập này nó có cái ích lợi gì, nó học được cái gì. Chứ không phải làm bài tập là để làm cho xong. Đó, bởi vì mục đích của cái việc thiết kế bài tập là để giúp cho các anh chị học ở nhà và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở trên lớp, chứ không phải là để các anh chị hoàn thành theo kiểu là có hoàn thành. Chính vì vậy mà chúng ta lưu ý là mỗi bài tập chúng ta phải tìm ra được thực sự cái ý nghĩa của nó là gì, để mà mình sau khi mỗi bài tập hoàn thành được, hoàn thiện xong thì mình sẽ được học cái gì. Thì đó chính là cái lưu ý mà khi chúng ta bắt đầu ha. Ở bài tập số 1, thì với bài tập số 1 này các anh chị sẽ có một số câu hỏi và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta trả lời những câu hỏi đây, những câu hỏi đó theo cái hiểu biết của mình, những gì mà chúng ta biết chúng ta trả lời như thế nào. Và sau khi trả lời xong thì các anh chị sẽ có cơ hội để đối chiếu với câu trả lời của người ta ở những bài tập sau, để mình biết xem là mình trả lời nó hay hơn hay dở hơn so với người ta. Nếu mà hay hơn với người ta thì mình tiếp tục mình lưu giữ cái cách trả lời đó để mà xài tiếp theo. Nhưng nếu như nó không hay bằng người ta thì mình học cái cách của người ta để mình nói theo giống người ta để cho nó hay hơn. Đó là mục đích của bài học này. Bài học này để mang tính chất là sử dụng, khuyến khích cái việc sử dụng những kiến thức đang có sẵn của các anh chị. Bởi vì một trong những nguyên lý học là gì? Là mình phải khơi dậy những kiến thức đang có trong đầu mình để mà mình kết hợp với những kiến thức mới. Ví dụ như về nguyên tắc học như thế này nè. Nếu chúng ta học 100% kiến thức mới thì rất là khó nạp vào, bởi vì não chúng ta không có tiếp thu được. Mà muốn tiếp thu được thì phải cần thời gian, và nhiều khi thời gian nó lâu, nó dài. Mà thời gian lâu dài thì nhiều khi người học hơi thiếu kiên nhẫn. Cho nên là gì? Cho nên là cái nguyên tắc mà mình khuyến khích người học viên khi mà học những cái môn học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng á, thì phải cân đối là làm sao mỗi bài học có khoảng 80% kiến thức đã có sẵn của mình, và mình tích lũy thêm 20% kiến thức mới. Mình lấy 20% kiến thức mới đó, mình lồng ghép với 80% kiến thức cũ, thì 20% kiến thức mới ấy nó mới thuộc về mình, nó mới thuộc về mình. Nếu như các anh chị cảm thấy không tự tin nữa thì các anh chị tìm những cái làm sao để mà khơi gợi 90% kiến thức cũ và thêm 10% kiến thức mới vào trong cái buổi đó. Thì lúc đấy 10% đấy nó mới thẩm thấu, nó mới thực sự trở thành của các anh chị. Nếu mà chúng ta cứ ham học, học hết kiến thức mới, thì xin thưa với các anh chị là nó sẽ mới liên tục và nó sẽ không bao giờ trở thành những người thân quen của chúng ta. Cho nên lưu ý nguyên tắc 80 cũ, 20 mới, hoặc nhỏ hơn 20 mới, lớn hơn 80 cũ. Có người họ chăm chỉ hơn, họ cẩn thận hơn, họ bình tĩnh hơn. Họ chọn những cái bài học 90 kiến thức cũ và chỉ cần nghe 5% kiến thức mới thôi. Và trong cái buổi học đó họ có cái nghĩa vụ là kết nối giữa 90% kiến thức cũ với 5% kiến thức mới, để họ dung nạp 5% kiến thức mới và họ nhớ rất là chắc. Cứ thế mỗi ngày, mỗi bài học 5%, họ có được rất là nhiều cái phần trăm. Còn những người nào ham học 100% cái mới, 90% cái mới, 80% cái mới, ô cũ quá rồi, không muốn học nữa, học cái mới thôi, thì não nạp không kịp. Cái mong muốn của mình thì nó nạp kịp, nhưng mà cái não mình nó không có nạp kịp. Chính vì vậy lưu ý, cho nên bài học này được thiết kế với kiểu như vậy, khơi gợi những kiến thức cũ của anh chị để mà mình lấy nó làm nền và mình thêm kiến thức mới vô. Cho nên các anh chị cố gắng trả lời những câu hỏi này một cách rất là nghiêm túc, để mình hồi tưởng lại, để mình khơi gợi lại kiến thức đang có của mình. Các anh chị lưu ý ha, mục đích của bài học này như vậy, chứ không phải mục đích của bài học này là trả lời cho khó trả lời. Đó là cái bài số 1. Ok, cho nếu như các anh chị trả lời xong bài số 1 rồi, thì mời các anh chị chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 được thiết kế với mục đích như thế này. Bài số 2 cung cấp cho các anh chị một số
thông tin liên quan đến 5 người: Candidate A, Candidate B, Candidate C, D, E, N. 5 người ha, 5 người. Và dựa vào những thông tin của từng người như thế này, các anh chị hãy làm một cái việc là gì? Là giới thiệu họ, giới thiệu về họ, nói về họ, giống như họ là bạn của anh chị. Với những thông tin như vậy, các anh chị sẽ nói về họ như thế nào? Thì cái bài này được thiết kế để các anh chị rèn luyện khả năng nói. Và các anh chị chuẩn bị, các anh chị có thể viết ra làm như thế nào không biết, miễn là sử dụng nó trôi chảy, cố gắng học thuộc càng tốt. Và yêu cầu các anh chị là sau khi mà mình tự tin với cái bài giới thiệu về từng ứng cử viên rồi, thì các anh chị sẽ ghi âm lại và post lên cái Facebook ha, post lên cái Facebook để mọi người cùng nghe. Và mỗi người cũng post thì người khác cảm thấy mình không post thì họ cũng ngại, họ cũng sẽ cố gắng post theo. Để làm gì? Để tạo nên một cái không khí học tập cho nó hào hứng, cho nó sôi động, để mà chúng ta cùng có cái động viên nhau. Cho nên các anh chị lưu ý ha, 5 ứng cử viên, 5 candidates, so tương ứng với 5 bài giới thiệu. Và các anh chị lưu ý bám vào những thông tin được cho, các anh chị ha, bám vào những thông tin được cho để mà các anh chị giới thiệu về họ. 5 bài này làm thì nhanh, nhưng mà với cái level, nếu mà chúng ta ở cái level thấp mà chúng ta làm, chúng ta thuộc, chúng ta cố gắng sử dụng thành thạo, thì nó không phải là nhanh, không phải là nhanh, nó cần thời gian để mình thấm. Chính vì vậy mà cái bài học số 3 này chỉ dừng lại ở cái hoạt động, cái activity 2 này mà thôi, chưa có đến những activity 3 and activity 4. Bởi vì sao? Bởi vì cái activity 3 và 4 nó có nữa, thêm vô nữa thì nó quá dài và nó làm cho mình học căng thẳng, mệt mỏi. Bởi vì tự học mà dài quá thì cũng mệt. Cho nên là chúng tôi mới cắt ra thành nhiều phần. Và đây là cái phần đầu tiên của bài số 3. Như vậy các anh chị lưu ý ha, bài số 3 có hai, trước mắt có hai hoạt động. Hoạt động số 1, activity 1, các anh chị trả lời những câu hỏi có sẵn để khơi gợi những cái từ vựng mình có trong đầu, xem cái từ vựng nó hoạt động ra làm sao. Và activity 2 thì các anh chị được cung cấp 5 thông tin về 5 ứng cử viên, và các anh chị giữ sử dụng những thông tin đó để mà giới thiệu với mọi người về từng người. Và các anh chị ghi âm lại, các anh chị post lên Facebook và Facebook để mọi người cùng chia sẻ, cùng tạo một cái động lực học tập trung. Và hy vọng các anh chị hoàn thành bài 3. Và các anh chị đừng quên ôn tập bài 1, bài 2. Và nguyên tắc ôn tập là gì? Nghe liên tục, nhìn liên tục, nhẩm theo liên tục. Nghe, nhìn và nhẩm. Và các anh chị cố gắng thuộc lòng. Đó là những bí quyết học tiếng Anh nhanh nhất, hiệu quả nhất. Không có bí quyết nào hết. Những bí quyết khác nếu có, chỉ là những thủ thuật, những cái phương pháp hỗ trợ khả năng ghi nhớ và khả năng thẩm thấu ngôn ngữ tiếng Anh của các anh chị mà thôi. Bản thân chúng ta vẫn là người quyết định tốc độ học tập của chúng ta. Thầy giáo cung cấp cho các anh chị phương pháp. Nếu như các anh chị gặp được thầy giáo có phương pháp tốt, thật sự là may mắn, để các anh chị gì? Đi nhanh, đi đúng, không lãng phí thời gian. Nhưng có đường đi rồi, còn đi hay không là chuyện của chúng ta. Dài dòng, văn tự như vậy, nhắc đi nhắc lại, biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng rất cần thiết. Và các anh chị có nghe lại, nghe đi nghe lại, cũng đừng buồn, mà hãy coi đấy là động lực để mà mình không ngừng cố gắng chinh phục tiếng Anh. Bởi vì chinh phục tiếng Anh là chinh phục chính bản thân chúng ta. Bài số 3, phần đầu của bài số 3 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bài số 3. Chào các bạn.